Cái chợ có hỏi nào và bao nhiêu tuổi mà ai cũng bảo rằng chợ mới quê hương. Ở nơi đó tôi có một người thương, cứ chiều chiều nàng ra bờ sông và thì gật đầu, mẹ lại quay ngang rồi bảo: mẹ bảo sao ha? Cái thằng Tâm cái tánh cọc cằn sợ sau này con Hồng về bị nắng hiếp, nên bà cứ dùng dằn chưa chịu cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa châu Trần. Đêm qua
Chẳng còn sợ